Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường ở bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là lệnh tôi sell nửa lọt từ trên này xuống. Thì nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường, bạn hãy thấy được rõ cái giá trị về kiến thức giao dịch trực tiếp trên thị trường từ chính người thầy của bản thân các bạn. Chứ bản thân các bạn khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, thầy mà không chứng minh được cái giá trị thực tiễn trên thị trường thì không thể nào cho chúng ta nhìn thấy được cái nhìn khách quan và gì nhỉ, cái nhìn giá trị về năng lực thực tiễn trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, khi mà bản thân các bạn chưa bao giờ thấy được cái gì nhỉ, bản thân mình giao dịch thành công trên thị trường trong cả một suốt cái chuỗi thời gian dài trên thị trường, làm sao các bạn có kinh nghiệm để mà nuôi lệnh trên thị trường, cũng giống như các bạn làm sao có kinh nghiệm để các bạn có thể điều chỉnh các cái giá trị thực tiễn trên thị trường trên chính những cái mà của bản thân bạn đưa ra. Chính vì thế mà gì nhỉ, rất là nhiều người lúc ăn thì ăn rất là ngắn, lúc chết thì chết rất là dài. Bản thân các bạn nên nhớ rằng khi các bạn tham gia trong thị trường, lời các bạn dám cắt thì có nghĩa là nhỉ, lỗ thì các bạn phải dám cắt, lỗ các bạn dám nuôi thì lời các bạn phải dám nuôi. Đây là những giá trị mà bản thân chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta thích nghi, cần phải có thời gian để chúng ta định hình, cần phải có thời gian để mà chúng ta có thể kiểm soát được các giá trị này trên thị trường. Chúng ta không có những cái thời gian để chúng ta trải nghiệm trên thị trường thì không bao giờ chúng ta có thể tồn tại được, và cũng không bao giờ chúng ta có thể làm được những vấn đề này. Đây là điều mà gì nhà rất ít nhà đầu tư có thể làm được khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi chỉ mong muốn rằng chia sẻ những giá trị thực tiễn trên thị trường để làm sao khi mà gì nhà bất kỳ một ai đó tham gia vào trong thị trường, các bạn cần nhìn lại, cần đánh giá lại và gì nhà cần kiểm chứng lại tất cả những gì trên thị trường giao dịch Forex này đang tương tác với cả các bạn. Ngay cả bản thân tôi cũng thế, khi mà tìm hiểu bất kỳ một giá trị nào trên thị trường giao dịch Forex hoặc là bất kỳ một giá trị nào trên thị trường đầu tư, tôi đều cần phải xem xét, nhìn nhận và xác minh lại xem có đúng hay là không. Chứ không phải nhà tôi tham gia trong thị trường giao dịch Forex này, tôi mù quáng để tôi nhìn nhận bất kỳ một vấn đề gì đó họ chia sẻ ra cho bản thân tôi, nên tôi không cần thiết phải đánh giá. Đây là điều hoàn toàn sai lệch của bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi hay các bạn thế thôi, tất cả đều vào trong thị trường đầu tư Forex đều phải có cả một quá trình để mà phấn đấu, đều phải có cả cả một quá trình để mà chúng ta nhìn nhận, chứ không phải nhỉ khơi khơi chúng ta có thể tồn tại được ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Và không phải giá trị kiểm soát các giá trị lợi nhuận, kiểm soát được các giá trị mà chúng ta phải loại bỏ rủi ro, kiểm soát được các giá trị mà chúng ta phải làm sao đánh giá được các cái cơ hội của bản thân mình trên thị trường và kiểm soát được các cái giá trị lòng tham của bản thân mình. Chúng ta đều phải có thời gian để chúng ta thích nghi, chúng ta cần phải có thời gian để mà chúng ta điều chỉnh, chúng ta cần phải có thời gian để mà chúng ta có thể vận dụng được vào trong thực tế. Xin lỗi cả các bạn, các giá trị kiến thức ở trên thị trường thì rất là nhiều, nhưng để chúng ta vận dụng được các giá trị kiến thức để vào thực tế được hay không, đó mới là giá trị mà chúng ta cần quan sát và chúng ta cần phải hoàn thiện nhiều nhất. Kỹ năng giao dịch không thể nào mua được ở trên thị trường này, cũng giống như bản thân chúng ta đi làm bằng lái xe. Chúng ta có thể học của chúng ta thì nhà có được bằng, nhưng chúng ta cũng có thể có rất là nhiều người có thể sử dụng bằng giả để mà chạy xe. Nhưng mà tôi chỉ nói cả các bạn một vấn đề nhỉ, hoặc là nhà mua bằng để có thể có được, tìm cách có thể có bằng lái xe. Nhưng mà gì nhỉ, các bạn có được bằng lái xe chưa chắc các bạn đã mua được kỹ năng lái xe trên thị trường, lái xe ngoài thực tế. Đây là điều mà bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải hiểu được. Mỗi một người sẽ có những cái kỹ năng riêng, sẽ có những cái tố chất riêng, và gì nhỉ, mỗi một cái xe sẽ có những cái công suất riêng và sẽ có những cái mà gì nhỉ, phù hợp riêng ở trên mọi địa hình, cho tùy thuộc vào những cái người người ta cầm lái, tùy thuộc vào những cái mục đích họ cần sử dụng trên thị trường, khi mà họ sử dụng cái phương tiện đấy, chứ không phải nhà chúng ta thích rua theo theo. Đây là điều mà gì nhỉ, bất kỳ một người lái xe nào họ cũng cần phải hiểu. Đường núi không thể nào xách Lamborghini hoặc là Bugatti hoặc là những xe siêu xe dài chúng ta đi, mà chúng ta đi những đường đèo núi thì chúng ta phải đi những xe SUV, những xe gầm cao. Đây là điều mà bất kỳ ai cũng phải biết. Và nhà những cái xe mà gì nhỉ, công tốc độ lớn thì không thể nào gì nhỉ, chúng ta xách chúng ta đi đường đông, nhưng là để mà đấy những xe công thức một sẽ đua, bởi vì những xe đấy dùng để nhà, để các nhà sản xuất đem ra để thi đấu, để đua xe với nhau, để
xem nhỉ, các mã lực và xem động cơ của ai khỏe hơn, các thứ tùy thuộc vào những cái trạng thái mà thì những cái người người ta sử dụng và những mục đích riêng. Chính vì thế tôi nói hẳn với các bạn, mỗi phương pháp sẽ có những cách vận dụng riêng ở trong thực tế. Đây là điều mà bất kỳ một ai cũng cần phải thấy rõ được ở trên thị trường này. Và thì nhà đánh ngắn hay đánh dài, và thì nhà cuối cùng mục tiêu của các phương pháp đó chính là gì nhỉ, bản thân chúng ta có thể kiếm được ra tiền hay không, đó mới là giá trị tôi hay bạn cần phải quan tâm, cần phải đánh giá, cần phải xem xét lại được, chứ không phải nhỉ chúng ta lao trong thị trường chúng ta cầm. Và phương pháp chúng ta không cần phải biết đến gì nhỉ, phương pháp đó có đã được những người ta chứng minh vận dụng vào trong thực tế hay chưa, mà chúng ta đã vội lao vào để chúng ta kiếm tiền, đây là điều hết sức sai lầm của bản thân tôi hay bất kỳ một ai khi tham gia trong thị trường giao dịch forex. Rất nhanh khi mà bản thân tôi hiểu được điều này, tất cả đều phải có chứng minh, tất cả đều phải có giá trị và bằng thực tiễn, tất cả đều phải có nói lên là bằng con số, có kiếm được ra tiền hay không. Không kiếm được ra tiền, xin lỗi các bạn, nói dời nói biển trên thị trường này tôi đéo tin. Và gì nhỉ, tất cả đều phải có sự chứng minh, không có sự chứng minh tôi cũng đéo tin ở trên cái thị trường giao dịch forex này của bất kỳ một ai. Đây là điều mà gì nhỉ, tôi muốn truyền tải đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên nhớ rằng phải xuất phát điểm thật nhỏ, có nghĩa là chúng ta phải luyện tập demo ít nhất từ 1 đến 2 năm. Tôi muốn đánh được swing trên thị trường, tôi đã phải luyện tập demo suốt 3 năm trời trên thị trường, và tôi hiểu những thời điểm nào tôi cần phải ra vào trên thị trường. Chứ không phải nhỉ, chúng ta thích chúng ta nói rằng ở thời điểm này chúng ta vào hoặc thời điểm kia chúng ta vào, vẽ với ba cái support resistance, còn gọi là gì nhỉ, supply demand hoặc là kháng cự hay hỗ trợ trên thị trường giao dịch forex này, hoặc là các bạn nói rằng sử dụng MA, Fibo, Bollinger Band hoặc là gì nhỉ, các tín hiệu SSI, RSI hoặc ADX vân vân ở trên thị trường này. Xin lỗi cả các bạn, tất cả những cái giá trị đấy nếu mà bản thân các bạn không hiểu, không kiểm soát được, nó đều là thứ rác rưởi vô giá trị đối với cả bạn bất kỳ một nhà đầu tư nào khi đem chúng ra để mà sử dụng. Các bạn nên nhớ rằng tại làm sao các bạn không thể nào tồn tại được trên thị trường và rất là nhiều người khác không chia sẻ, không chứng minh được cái giá trị cho bản thân các bạn thấy rõ, chỉ bởi đơn giản rằng chúng có làm được để mà chứng minh cho các bạn thấy điều mà chúng đang nói đâu. Chính vì thế chúng luôn luôn vẽ chúng ta những cái giá trị được gọi là bánh vẽ trên thị trường, thêu dệt về những giá trị lợi nhuận và tự do công việc, tự do tài chính và gì nhỉ, phải làm thế này hay thế kia, hay chúng nói bản thân chúng ta thì nhỉ, chơi được thì đéo phải ra đi đi dạy. Vậy thì tại sao chúng nó đéo chơi được chúng nó ra đi dạy, mà còn tôi chơi được tôi để đéo dám ra đi dạy? Và thì nhỉ, chúng nó nói rằng thì nhỉ, kiếm được tiền thì phải thì nhỉ, chia sẻ với cả người này hay người kia. Xin lỗi cả các bạn, chúng kiếm được tiền chúng có cho bản thân tôi hay bản thân các bạn được một ly trà đá hay một chén cơm nào đó hay không? Các bạn cần phải nhận lại các cái vấn đề này khi mà các bạn tiếp cận bất kỳ một ai trên thị trường giao dịch forex này. Xin lỗi cả các bạn, không có vụ gì nhỉ, miễn phí trên thị trường này. Tôi cũng cần phải ăn cơm để có thể hít thở không khí, và tiền tôi kiếm ra là bằng mồ hôi nước mắt. Các kỹ năng tôi chứng minh cho bản thân các bạn đều là phải cả quá trình tôi phải đánh đổi thời gian, sức khỏe, tiền bạc và cả hạnh phúc gia đình của bản thân mình để được truyền tải cho đến nhà đầu tư, để nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và để hiểu rõ được các cái giá trị này trên thị trường. Và tôi cảm ơn tất cả rất là nhiều các người anh chị em đã tin tưởng đồng hành tôi trong suốt những thời gian qua. Các bạn nên nhớ rằng để mà gì nhỉ, chúng ta hiểu được chúng ta cần phải có vấp ngã. Vấp ngã mà chúng ta không hiểu, chúng ta không chịu nhìn nhận lại các vấn đề thì xin lỗi các bạn có vấp ngã đến cả trăm lần, ngàn lần, cả 10 năm hay 20 năm trên thị trường thì các bạn cũng vẫn chỉ là những người dậm chân tại chỗ của trên thị trường đầu tư này mà thôi. Thị trường đầu tư không có nơi cho chúng ta được gọi là nhà sống lâu lên lão làng. Thị trường đầu tư chỉ có một nơi duy nhất để nói về thành công, đó là nhà chứng minh về chính những giá trị mà bản thân chúng ta nói được, làm được thì phải có đối chứng được ở trên cái thị trường giao dịch forex này. Đây là điều tôi hay bản thân các bạn cần phải lưu ý, chứ không phải nhỉ chúng ta lao vào trong này chúng ta chỉ nói rằng tao 5 năm 10 năm trên thị trường rồi tao có thể kiếm được ra tiền ở trên thị trường giao dịch forex này. Để mà nói được điều đó tôi đéo tin, tôi khẳng định là các bạn về vấn đề này luôn. Đây là điều mà nhà tôi muốn truyền đạt cho đến bất kỳ một ai đang tham gia vào trong thị trường giao dịch forex này. Đó, tôi chia sẻ để cho các bạn nhìn thấy và tôi chia sẻ để cho các bạn hiểu được. Đây là điều mà tôi mong muốn. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn bộ mọi người đã tham gia những cái buổi live stream trực tiếp này của bản thân tôi. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường.
giá trị đấy, nếu mà bản thân các bạn không hiểu, không kiểm soát được, nó đều là tồn tại ở trên thị trường và rất là nhiều người khác không chia sẻ, không chứng minh được cái giá trị cho bản thân các bạn thấy rõ, chỉ bởi đơn giản là chúng có làm được để mà chứng minh cho các bạn thấy điều mà chúng đang nói ở đâu. Chính vì thế chúng luôn luôn vẽ chúng ta những cái giá trị được gọi là bánh vẽ trên thị trường, và tự do công việc, tự do tài chính và gì nhỉ, phải làm thế này hay thế kia, hay chúng nói bản thân chúng ta thì nhỉ, chơi được thì đéo phải ra đây dạy. Và nhà chúng nó nói rằng là nhà bạn cần phải nhận lại các cái vấn đề này khi mà các bạn tiếp cận bất kỳ một ai trên thị trường giao dịch Forex này. Xin lỗi cả các bạn, không có vụ nhà miễn phí trên thị trường này, tôi cũng cần phải ăn cơm để có thể hít thở không khí, và tiền tôi kiếm ra là bằng mồ hôi nước mắt. Các kỹ năng tôi chứng minh cho bản thân các bạn đều là phải cả quá trình, tôi phải đánh đổi thời gian, sức khỏe, tiền bạc và cả hạnh phúc gia đình của bản thân mình để được truyền tải cho đến nhà đầu tư, để nhà đầu tư hiểu rõ được các giá trị này thì được. Chúng ta cần phải có vấp ngã trường, thì các bạn cũng vẫn chỉ là những người chứng minh về chính những giá trị mà bạn đang giao dịch Forex này. Đây là điều tôi hay bản thân các bạn cần phải lưu ý, chứ không phải nhỉ, chúng ta lao vào trong này chúng ta chỉ nói rằng tao có thể kiếm được ra tiền ở trên thị. Đây là điều mà nhà tôi này đó, tôi hiểu được, đây là điều mà tôi mong muốn. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn bộ mọi người đã tham gia những cái buổi livestream trực tiếp này của bản thân tôi. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn.